Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi nghiên cứu đề giải ở bài tập sau. Đề bài yêu cầu là hãy chứng minh rằng nếu A, B, C là các số thực dương và thỏa mãn điều kiện A cộng C bằng 2B thì chúng ta có đẳng thức ở bên dưới này. Đây là bài tập mà chứng minh đẳng thức. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái vế phức tạp để chúng ta biến đổi đưa về vế đơn giản. Tức là ở đây chúng ta sẽ biến đổi vế trái để đưa về bằng với vế phải. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ đi xét vế trái. Chúng ta chép lại cái vế trái xuống phần bài làm này. 1 phần căn A cộng với căn B cộng với 1 phần căn B cộng với căn C. Thế thì với cái hình thức như thế này thì chỉ còn có cách là chúng ta quy đồng hoặc là nhân liên hợp. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng nhân liên hợp. Như vậy 1 nhân với liên hợp của mẫu là căn A trừ căn B. Nhân với 1 thì ta vắt số 1 đi, không cần ghi số 1 nữa, căn A trừ căn B. Ở dưới mẫu là sẽ là A trừ B. Tương tự như vậy, chỗ này sẽ là B căn B trừ đi căn C. Dưới mẫu là B trừ đi C. Thì đến đây em thấy là hai cái phân số này mẫu nó khác nhau. Cái mẫu này là có chữ B và chữ C, còn mẫu này là có chữ A và chữ B. Như vậy chữ B đã có rồi này. Thì cái chữ A này chúng ta phải cho nó mất đi, thay bằng chữ B, chữ C. Thế thì chúng ta sẽ lấy ở đâu? Lấy A từ đây này. Bằng 2B trừ đi C, em thay vào đây thì nó sẽ mất đi chữ A và chỉ còn B và C thôi. Chúng ta sẽ ghi tiếp vào đây nhé. Bằng căn A trừ đi căn B phần A chúng ta thay bằng 2B trừ đi C. Bây giờ em giải thích lý do. Đó là vì đề bài cho chúng ta là A cộng với C bằng 2B. Thì chúng ta suy ra A bằng 2B trừ đi C. Ở dưới mẫu em thấy là 2B trừ C trừ B thì chính là B trừ C, rút gọn đi. Đến đây em thấy là chúng ta có phép cộng hai phân thức cùng mẫu, em lấy tử cộng với nhau, mẫu giữ nguyên. Thì khi lấy tử cộng với nhau, chúng ta được căn A trừ đi căn C phần B trừ C. Các em theo dõi đến cái vế phải. Vế phải là cái chữ này, nó là chữ C này. Chữ này là chữ A. Mà trong khi đó đây là chữ B, chữ C. Như vậy chữ C ở đây chúng ta giữ lại. Còn chữ B chúng ta phải thay thế để đưa về thành chữ C. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay thế tiếp tục như sau. Thì em nhận thấy ở đây chúng ta có giả thiết là A cộng C bằng 2B. Thì từ đây em suy ra B sẽ bằng A cộng C chia 2. Em thay nó vào. Như vậy chỗ này tử ta để nguyên. B đây thay bằng A cộng C chia 2. Ở đây em giải thích vì A cộng C bằng 2B cho nên em suy ra B bằng A cộng C chia 2. Ở đây thì em thực hiện tính toán bình thường. Căn A trừ căn C. Dưới mẫu này chúng ta có A cộng với C trừ 2C. Mẫu là 2. Bây giờ chia phân thức thì bằng nhân với phân thức nghịch đảo. Ta nhân số 2 lên trên này. Ở đây còn căn A trừ căn C. Ở dưới mẫu thì A cộng với C trừ 2C thì bằng A trừ C. Rồi đến đây thì ở dưới mẫu này
A trừ C, chúng ta đưa về hàng đẳng thức. A thì nó là căn bậc 2 của A bình phương. Còn C thì là căn bậc 2 của C bình phương. Nó là hàng thức hiệu của 2 bình phương. Như vậy đây sẽ là căn A trừ căn C. Nhân với căn A cộng với căn C. Bây giờ em rút gọn đi. Thì ở trên tử còn 2, dưới mẫu còn căn A cộng với căn 2 của C. Rồi em quay trở lại xem có đúng không. Đây chính là vế phải vào nhỉ. Rồi, như vậy đây chính là điều phải chứng minh. Như vậy ở cái bài này thì cái quan trọng nhất là cái kỹ thuật chúng ta thay thế. Ở cái đoạn đầu này thì nếu như em giữ lại B và C thì em phải thay cái A này theo B và C. Còn nếu như mà em giữ lại cái mẫu đầu tiên là AB thì em phải thay cái C này nó theo A theo B. Thế và khi làm đến cái chỗ này rồi thì em mới căn cứ vào cái vế phải của cái đẳng thức cần chứng minh này, nó có A có C. Thì ở đây trên tử có A có C ta để nguyên, còn dưới mẫu thì B và C. Như vậy C để lại, B chúng ta biến đổi căn cứ vào giả thiết em thay vào. Thế mà ta biến đổi sẽ đưa về phía phải và chúng ta có điều phải chứng minh.